Chào các bạn nhé, bữa nay mình làm vịt. Làm vịt nấu bún măng. Ôi vịt này đã đang nhổ lông. Đỡ không có lông con không? Nhổ hết con rồi các bạn, bỏ trong nồi rồi thêm một con nữa. Đây nồi đang luộc để nấu bún măng đây. Đây thôi con vịt nấu bún măng. Rồi lâu lâu du thèm đuôi bò hay gì vậy? Dạ không? Đây con muốn con ăn được. Dạ bún vịt măng. Làm vài dĩa thức canh thưởng thức. Ở bên này rất là tiện các bạn, nướng bánh tráng, nướng bánh tráng, nướng microwave không à, khỏi cần nướng bánh tráng, nướng microwave nó cũng vẫn ngon như thường. Các bạn nướng bánh tráng, nướng bỏ khoảng 1 phút, 1 phút 10 giây là nó ấy rồi. Đó, 1 phút 10 giây là bánh tráng đỡ ra gì là ăn thôi, không cần nướng lò. Set. Nguyên thôi. Bữa nay nó không đi làm hay gì đó. Không đi học. Ừ. Đồ chặt bỏ vô nồi măng à. Trộn múc ra cơm nước hả? Dạ, em thích thế. Chặt nhỏ nhỏ bỏ vô nó chút xíu múc, bớt gặm xương rồi nó ngon. Có nước rồi đó. Cái này mình mang ra bàn chưa anh? Ừ. Này ông mới đi Việt Nam gì mà có bánh tráng cho bánh tráng hết rồi. Đi mới này lẹ ha. Tháng lẹ quá. Mềm dữ rồi. Mềm dữ hả? Mình lấy hai cái ớt mình nấu và làm thức canh rồi đó. Cỡ nó mềm mềm nát nát đi, chút ai ăn bún măng rớt. Làm mấy dĩa tiếp cho anh? Đó. 4 à? Ừ. Từ hôm trước mới nhiều anh nhỉ? Nhiều vậy. Thế là hôm nay hai con rồi.
Vịt nhỏ mà. Chào các bạn nhé, bên đây đón ông ba đi, đi từ Việt Nam về. Anh em họp mặt lại bữa coi đi cả tháng đi về mới có bánh tráng này ăn nè. Hết bánh tráng rồi. Anh ơi, về Việt Nam có gì vui không? Mời đây. Welcome home. Mời các bạn vô cái đây. Xin mời. Mời. Welcome home. Cái đó đuôi bò xếp cút nấu đòn đòn đi qua đuôi anh bự mà nó kêu nấu đuôi bò mới. Ê Milan, tôi khoái cái này đi. Đây hết. Con đưa cho anh, con đổ cho anh. Đuôi bò. Rau này coi như đầy đủ hết. Bây giờ chỉ hốt bỏ vô xong cái chan mắm lên, bỏ cái chanh lên rồi ăn thôi. Cho em lên đi. Phải lấy chanh. Quên lấy chanh với tiêu. Ồ đúng rồi, lấy chanh đi, lấy chanh. Tiêu rắc lên trời, tiêu rắc lên mới ăn được nha. Ừ, thức canh. Mấy tới mấy lần? Nó nhìn rẻ mà tụi nó không trái cho em mấy lần. 5 lần. Dạ, vô trễ quất vào 3 ra 7 ra. Vô chú, mời chú. 3 ra 7 rồi đi về luôn á. Ông già con thường con ra chứ. Dạ. Ba con thường con ra chứ. Dạ có. Dạ, từng hôm mấy lần á. Có chuyện gì mà mét không nha. Chị lên cho anh. Dạ lại mới làm anh. Làm cái gì? Dân đi câu cua mà ở đây mua cua bởi vậy. Nói anh nói lại từ đầu cuối ra người gì? Người gì? Người có bắt hả? Bắt. Sao? Ở sao? Đang khi lửa tắt cơm sôi, lợn kêu con khóc trầm đồi tầm tem. Bây giờ con đã ngủ yên, lợn no cơm chín, tầm tem thì tòm. Tôm tem thì tòm. Đúng. Dạ đi nói lợn có cơm chín thì tòm, còn ăn lúc mà lửa tắt cơm sôi mà đòi tòm tem vừa thôi. Hồi xưa sao chưa chú thấy là nấu củi không à. Ở bắt nấu rơm cũng được củi nữa, thổi thấy mẹ. Đúng rồi, mà tòm tem anh dịch ra miền Nam là cái gì? Thôi nó chai gian dở hả? Mình dịch ra hết hay rồi. Ờ phải không? Ai hiểu gì hiểu hả? Ai hiểu thì thôi. Không mà mình phải cứu bằng phương nó nhanh bắt ra. Anh Phương cũng đang học á. Lại nói là lợi hại á. Không, ông bà mình có lợi hại không? Mới thức canh diễn thứ hai mà xỉn hết rồi các bạn ơi. Tưng tưng rồi đó. Tưng tưng hết rồi. Muốn gì á? Hai con hả? Hai con nhỏ. Diễn là diễn thứ hai mà thấy tưng tưng hết rồi nè. Chú có ăn bánh mì không chú? Có bánh mì. Hả? Nướng cho chú. Có đâu còn cua với lại còn cá mà. Cá chiên luôn kìa. Hỏi nè. Mời các bạn cái nữa coi. Em bỏ vô lò em nướng á. Hả? Chuyện này em về anh. Không. Không anh mới sorry. Chuyện này anh Cường về mình về. Anh Cường không về đâu bạn. Lấy cái có cái kéo ở dạ yeah, cái. Hôm bữa nay mình cũng chia sẻ cho các bạn ngồi dân đi biển, dân đi câu mà ở đây đó nó mua cua nó ăn là sao? Tại các bạn biết sao? Ồ, lạnh quá, trời lạnh quá mình lấy tàu ra biển không được, bởi vậy nó thèm cua nó mua nè. Tại vậy thôi. Cua chiều qua anh vô trong TT là thấy nó bán là chín mấy phao á rồi. Dạ.
Bởi vậy mình tìm ghẻ, mình tìm ghẻ mà không có ghẻ là thôi mình khỏi. Bởi vậy ở bên này là vậy các bạn, đến trời ấm ấm cái là cua ăn không hết luôn, bỏ lên bỏ xuống, mà trời lạnh cái mình đi không được á, bởi vậy thèm thèm là phải ra mua thôi, bắt buộc. Mình là 9 đồng một phao, 9 đồng mấy cho 10 đồng á ha. 10 đồng Việt Nam mình là 200 ngàn phao á, 200 ngàn gần nửa ký. Cá chín luôn hả? Ủa đó, ở sầu cua. Cái lóc bông á, lóc bông mà nó nắm nó kéo xì lẻ con một hai ba ký không cái đó rồi. Cũng giúp luôn. Chú dân là dân đi bắt cua, dân đi câu cá mà bữa nay phải bắt buộc phải ra tin tin mua nè. Thèm. Tại các bạn biết sao, các bạn biết sao không? Tại trời lạnh quá, không có kéo tàu đi được, bởi vì thèm phải mua thôi. Cũng như là cá dưới 1 ký là lọt, nó không bắt lại trên 1 ký nó mới dính lưới. Ôi, sếp Cúc đang làm gì vậy? Cua xào bơ. Cua xào bơ đó hả? Ồ. Hồi bữa kia là cua... Cua ram mặn. Ram mặn, bữa nay là cua xào bơ. Dạ. Được, hấp dẫn quá. Như là cho khô luôn á. Khô luôn mới ngon à. Khô, giống như là cho hơi khô khát luôn á. Quá thơm. Đúng rồi, cua mùa này... trời tiết gì có cua để chỉ đi mua thôi, chứ thật sự nói thì các bạn bữa nay bãi biển chim thi mà rồi, bữa nay nhóm đi bãi biển tin tin chứ không có ra biển được, lạnh quá tiết rồi. Hết rồi giờ đó, giờ cho nó khô luôn. Ủa cái nồi bún vịt măng ăn cũng dữ luôn á. Còn mặn quá. Cái nồi bún vịt măng dữ tiền rồi. Quá dữ luôn. Ồ đây đây đây. Vô rửa hả? Ăn gì ở trong luôn. Dư nó nhỏ nhỏ gọn. Cái này là cho mấy ông uống bia thôi chứ. Ăn hồi chiều giờ quá trời, giờ cho mấy ông uống bia thôi chứ làm gì nữa. Hả? Thì thoải mái mà ăn đi bạn, lâu lâu cho bạn ăn chết luôn. Thôi đừng trách, trách tôi một coi vợ. À, cắt cá rồi. Em xuống không nha, cá cái đội thư giãn này cái món gì ra cũng hết. Nói luôn. Đó. Được rồi đó. Chưa đâu. Khô luôn. Đâu rau chứ chưa. Ồ, khô luôn. Hết nước luôn. Được. Thơm, thơm, thơm. Bay mùi với đi thơm. Cua, xào bơ. Răm mặn, răm me rồi tùm lum hết rồi, giờ xào bơ nó phân ra nữa hả? Ủa? Hôm đó mình răm mặn, răm me, răm chanh luôn. Ờ, răm chanh rồi. Giờ xào bơ. Ăn cái này phải tập thể dục không? Tập thể dục chắc từ đây đến mùa hè thằng nào nấy cũng giống như con heo á các bạn á. Ăn quá trời. Thank you.
đồ gần khô hả? À, khô luôn. Khô luôn mọi người. Vậy bữa nay là không có chiên cơm. Bún đúng rồi, có bún và cà ri nữa. Cơm được bún này ăn cho chết rồi. Chết rồi, bữa nay con quen nè. Mình có cái nồi này còn thịt không? Tôi cũng còn rất nhiều á. Phải không? Ừ, con này có. Ồ, còn nhiều. Ồ, còn nhiều. Đây là nhậu xong rồi ai có đói bụng rồi làm ngừng tô. Mình nghĩ chắc không ai ăn đâu, mấy bè là ăn chứ mình không ăn. Không mà có cái này luôn uống bia ngon. Nhấp nhấp. Thơm hả? Quế thì thơm luôn á. Là lạ ha. Được rồi. Được rồi, uống ra luôn. Ông cái này làm gút hơn chứ họ cho hồi nãy ý kiến luộc là nó gút rồi. Luộc vô bóc miếng hai miếng rồi. Dạ dạ. Nồi mắm chán. Luộc rồi mùa hè nó về trơ rồi mình gặm mình ngồi chơi. Cua ra. Đây là răng bơ nha, răng bơ là bơ khô luôn á. Ồ, đã. Ồ, chiếc cốt này đã. Ồ, cua này giống là tiên tiên quá hả? Ừ, bữa nay là bắt một tiên tiên thôi. Trời. Nó chứ ai. Trời tiết rơi, dân lấy tàu đi câu cá bắt cua mà bữa nay phải ren tiên tiên mua là các bạn biết là thèm dữ lắm mà. Thời tiết, tại thời tiết. Vợ không đi làm này cũng đi rồi. Bữa thứ ba ông Thảo ông rủ đi. Gió không sao đi nổi ông nội. Vợ có gió thì đỡ. Vợ thì đi trong ngoài đường. Vợ thì trong lọt ven anh. Mình hồi xưa mình thèm đi là đi chỉ đi mùa hè thôi, đi câu cá là mình thèm. Đi bạn này là bạn của bạn này, bạn này với bạn này cùng đi câu cá. Vô miếng đây con, vô miếng đây. Giá bao nhiêu vô cho nó ven là nhiều lắm. Các bạn ơi. Còn cái nồi ven đây. Đúng vì đam mê. Vô miếng đây. Thằng cái lòng mua tại trong đó nó đâu có sống đâu. Nó răng hơn. Ờ giờ đến phiên món gì đây? Cóc hả? Ồ em bữa nay không cóc lớn hả? Mấy bữa thấy trái cóc nhỏ lắm mà đi cóc lớn á. Ngon hả? Nó giòn. Dạ. Giờ nói tóm lại là món này là món cuối cùng của nhóm đó vậy. Món này ăn nhiều lắm. Món ruốc này. Đây, món ruốc này. Chia chế đi. Có mình ảnh lo mà không gian được. Có mình ảnh là chứ đâu mà. Thì ơi, qua bên này là ba con cũng lo thôi. Nhưng mà ông chú Bùi, ông cần cù lắm. Ông làm dữ lắm mình không nói được. Thanh niên á. Này ăn ngon sẽ được. Này là... Em có lo qua mới một ngày quá vậy? Nói danh dự. Bye luôn hả? Thì các bạn bữa này là đến rốt cuộc này cũng muốn cóc nữa.
có chấm bên đây chấm gì đấy? Mắm ruốc. Chấm mắm ruốc hả? Mắm ruốc cũng rất hảo. Để anh ăn miếng này. Muốn sao? Ăn thử giống như bữa không? Nguyên ăn thử anh, vô không? Vừa không? Giống cốc chấm mắm ruốc. Núi này rất đậm đi. Nhìn em không bao giờ làm. Vừa làm miếng nữa cho mình thấy ok hả? Đây anh. Phát biểu cảm tưởng. Giòn ngon anh. Giòn ngon. Đạo diễn 001. Nghe mặt cái coi. Còn cái nào, còn cái nào chú nghĩ nghĩ. Thua. Có mỗi năm trái. Có quá. Bấm nút ngon quá. Ôi là chạy chưa cho em ha. Không đi để đấy. Cảm ơn chị Huyền, chị mà thấy chị cũng khoái nè. Mình không biết sao bữa nay ăn mắm ruốc sao nó hắc xì quá ta. Em nào ơi. Trời ơi, con nào nhắc hồi xưa. Không biết. Nam nhắc hẳn rồi. Không biết em nào nhắc dắt mình bữa nay mình hắc xì quá. Chú đi không thôi hả? Đi chích nữa nè. Đi thẳng đi luôn. Mình bán thì sao sao? Còn một cao bán 500 đô nó bán 15 đô, đi lên cao một đô, đúng không? Cái giảng của nó. Ê, cái kỳ vậy ta? 14 đô, cái này. Ai nấu em món, người này có băng. Cái cắt mà lớn. Mà cắt này đâu có ngon đâu bạn. Dạ. Ok, với đường gớt á, đây cuối cùng là vẫn là mông cốc chấm mông ruốc à. Ok các bạn. Hẹn mất bạn. Các bạn gặp lại bye video bye. Sau. Các bạn nhớ bye. Bây giờ giờ ăn cóc là các bạn biết là bye bye rồi. Phát xua cái nhóm này. Bây giờ ăn gì? Ăn cóc. Ăn cóc này. Cóc là cái nào á?